Con gái ơi, dậy đi con gái ơi. Ui trời ơi, làm khờ mò dậy đây. Năm giờ chiều rồi đó, mình phải ngồi dậy ngay thôi. Wow, mở cửa ra, 5 giờ chiều rồi. Wow, too bright, too bright, too bright. Hello. Mày coi cái bàn tay coi, coi bàn tay có đẹp không? Em mượn coi bàn tay có đẹp không? Đưa mặt mày hôn miếng rồi, mày cho nằm chút, đưa mặt mày hôn miếng rồi. Đưa mặt ra mày hôn cái rồi. Giỡ mặt ra cho xè lỗ tai nữa, mất lỗ tai con người ta nữa. Thưa chú ơi, à không cái này. Thôi cái này không nói đâu, nói kỳ quá, tự nhiên cái nói gì. Hello. Dậy đi con. 5 giờ chiều rồi đó. Mình đừng ngủ nữa là tối nay là mình ngủ trễ đó. Đưa Trưng không bánh này, đưa Trưng không bánh này. Đưa Trưng không bánh này. Đưa mặt đây mày không biết là mày đi ra, đưa mặt mày không biết là mày đi ra, để lên. Đưa mặt đây. Lấy tay ra, lấy ra đưa mặt đây. Đưa mặt đây không mình. Đưa mặt không bánh đây. Trời trời nó làm gì trời. Wow, look at me. À chị đang đang làm look at me. Wow. Trời trời mày. Chào chị lắm. Cái tay cứ mất lỗ tay con người ta hoài à. Trời lắm. Châu yêu đưa Trưng không bánh đây. Trời ơi còn làm look at me nữa kìa. Wow, hay ta. Trời ơi chị hay quá ta. Chị hay quá trời ơi. Wow. Trời ơi mới ngủ dậy xiết luôn. Wow. Yeah, you're bigger. Oh no, you're a baby, right? No, chị con là gì? Con lớn hay con nhỏ? Are you a baby? Con có phải em bé không? Vậy chứ con là gì? Vậy là con là một một người một một người con gái lớn, đúng không? You're a big girl, right? Then who are you? Are you a gay gay? No. Who are you? Are you bác sĩ? No, không phải bác sĩ luôn là cái gì? Không phải em bé mà không phải người lớn mà không phải ghê ghê, không phải bác sĩ gì chứ con là cái gì? Ah, no, you are YouTuber. Yeah. Wow. Đúng rồi, chay đi là YouTuber. Right? 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 JD is a YouTuber. À, con ngủ có ngon không? Hả? Chơi Mẹ ăn sao? mẹ chơi chơi mẹ À con lấy em con trốn mẹ hả? Dạ ơi. YouTuber. YouTuber ngậm ba bà. Không, YouTuber là mình không có ngậm ba bà hiểu không? Ngậm ba bà nhớ 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 hồi nãy mày kể chuyện gì không? Nhớ hồi nãy mày kể chuyện bà già không? Bà già bắt nít không? Ngậm ba bà là bà già bắt liền á. Đừng có ngậm ba bà nữa. Ngậm ba bà là bà già bắt nít á. Rồi nằm tướng này. Chơi, are you a baby? Are you a big girl? Are you YouTuber? You YouTuber. Chứ là con là gì con nói mẹ nghe coi. À chay là bác sĩ. Chay là Halloween. Chứ chay là gì? Chay là gì? Sao? Trời ơi, nó trắng tới cả nỗi mà nó nhắm con mắt lại cái gân máu của nó. Chứ chay là cái gì? Chay chay là cái gì? Chay là cái gì? Chay là cái gì? Mẹ ơi cho con. Mẹ ơi cho con.
áo YouTuber bị xúc mấy chữ này chay nè. Tính ra áo này dởm ghê luôn á, xúc chữ nữa chứ. Ta YouTuber người ta đàng hoàng xúc chữ nữa. Phải order cái áo khác rồi chay ơi. Coi đầu tóc của bạn nè. Tóc khỏi nhuộm luôn, khỏi cần uống luôn. Cái gì à? Gì à? Ừ là cái gì? Nó nghe là lớn rồi không có nhậm ba bà nữa, ba bà này không có ngậm nữa. Không có ngậm ba bà nữa. À, mẹ ơi cho con. Mẹ nói mẹ ơi cho con. Nói cho con mẹ ơi. Hôn mẹ một miếng mẹ cho. Không. Hôn tay à, hôn mặt kìa, muốn hôn mặt cơ. Giống như là bắp rán cần mỡ. Không lộn, trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu chay không cần cớ. Dạ. Chỉ cần gì? Chỉ cần che ở thôi. Trứng cần mỡ, bắp cần bơ, yêu chay không cần cớ, chỉ cần che ở thôi. Hả? Ở đây, ở mẹ nghe coi. Ở đây. Mặn chay ok. Sao? Mặn chay. Wow. Chị hay quá ta. Chị dở cái gói lên mẹ coi. Dở lên mạnh lên. Dở mạnh lên. Yeah. Dở lên. Sumo giống. Hả? Sumo đâu? Ừ, chay làm đó. Ừ. À, chay làm vậy hả? Rồi dính sumo chưa? Wow, đẹp quá. Lan rồi tối ngày cứ sumo miết nữa. Không được đâu. Chay ngủ ngon không? Không. Không ngủ ngon hả? Trời ơi, trước khi ngủ mẹ kể cho nghe nghe 4 câu chuyện. Phải không? Mẹ kể nãy mẹ kể chuyện bà già bắt nít nữa phải không? Bà già bắt nít sao kể mẹ lại nghe lại. Bà già bắt nít sao? Này. Này sao? Nè bắt nít. Bà già bắt nít sao? Này sao? Bắt nít chặt tay luôn hả? Không vậy à, mày đâu có kể cái đó đâu. Mày không có kể gì vậy à. Mày kể là bà già bắt bỏ vô vỏ. Hết chay rồi. Hả? Hết chay làm sao? Hết chay mẹ. Hết chay mẹ. Hết chay mẹ làm sao? Hết chay mẹ. Sạc pin. Sạc pin sao? Này. Nói không hiểu nói gì hết trời. Con kể cho mẹ thử nghe một câu chuyện mà cho mẹ hiểu coi trời. Hả? Con kể nghe câu chuyện coi cô bé. Hả? Mẹ mất tiêu rồi. Cái gì mất tiêu? Ba bà mất tiêu rồi. Ba bà mất tiêu rồi, bà già lấy rồi. Không. Chứ ai lấy? Không phải ba bà nữa. Không phải ba bà sao? Không phải bà già lấy ba bà hả? Dạ. Vậy ai lấy? Mẹ lấy ba bà. Mẹ lấy ba bà. À không cười. Mà con cần ba bà để làm gì vậy? Con lớn rồi mà con cần ba bà chi nữa? Ba bà chỉ để cho em bé thôi. Không. Hổn nha. Không được hổn nha. Hổn là bị gì? Bị bà già bắt đó. Hổn là bà già bắt bỏ vỏ đó. Không, mẹ không có chơi chay giá tay như mẹ như vậy là sai rồi. Như vậy là quá sai rồi. Quá sai rồi. Khoanh tay lại, xin lỗi mẹ đi. Nói con xin lỗi mẹ. Khoanh tay lại, nói con xin lỗi mẹ đi. Khoanh tay lại, nói con xin lỗi mẹ. Đừng có giỡn ngươi nha, con phải nói xin lỗi mẹ đó. Vậy mẹ không có chơi với chay nữa đó. Con nói đi, con nói con xin lỗi mẹ. Xin lỗi. Mẹ. Mốt con không dám nữa. Nói mốt con không dám nữa. Con giỡn mặt với mẹ phải không chay? Thôi mẹ đi ra, mẹ không chơi chay nữa. Hổn quá. Nít gì hổn quá. Con xin lỗi mẹ. Không có cười. Khoanh tay lại nói con xin lỗi mẹ. Không, xin lỗi đàng hoàng, không có bỏ tay vô miệng.
Con xin lỗi mẹ. Thôi con này nó giỡn ngươi quá, thôi không chơi nó nữa nè. Đi rồi nha. Nói con xin lỗi mẹ. Lấy tay ra nói rõ ràng đàng hoàng. Nói con xin lỗi mẹ. Giỡn ngươi không chơi? Con này làm gì vậy? Mắt làm gì vậy? Làm con làm gì á? Làm pirate phải không? Không. Ghê quá. Con xin lỗi mẹ chưa? Bị đau. Bị đau con phải nói xin lỗi mẹ mới hết đau. Bị lỗi. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Mai mốt con không dám nữa. Gì chứ mày cứ nữa. Không có được hổn như vậy nghe chưa? Ok. Dạ mẹ. Rồi giờ đi ra ha. Đi ra mẹ cổng bà cổng đi chợ trời mưa. Ra đây. Không có chợ. Không có mẹ. Sao con tự đi hả? Không, con đem gói ra ngoài làm chi? Không có ngậm ba ba nữa. Đi đi. Không, mẹ ơi cho con. Mẹ nói mẹ ơi cho con. Nói cho con mẹ ơi. Hôn mẹ miếng mẹ cho. Không. Hôn tay vậy, hôn mặt kìa, muốn hôn mặt cơ. Giống như là bắp cần bắp rán cần mỡ. Không lộn, trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu chay không cần cớ. Dạ. Chỉ cần gì? Chỉ cần che ở thôi. Chứng cần mở, bắp cần bơ, yêu chay không cần cớ, chỉ cần che ở thôi. Hả? Ở coi, ở mẹ nghe coi. Ở coi. Mặn chay ok. Sao? Mặn chay. Ôi, wow. Chị hay quá ta. Chị dỡ cái gói lên mẹ coi coi. Dỡ lên. Dỡ lên mạnh lên. Dỡ mạnh lên. Yeah. Dỡ lên. Sumo giống. Hả? Sumo đâu? Ừ, chị làm đó. Chị làm. Ừ. À, chị làm vậy hả? Rồi dính sumo chưa? Wow, đẹp quá. Lan rồi tối ngày cứ sumo miết rồi. Không được đâu. Chị ngủ ngon không? Không ngủ ngon hả? Trời ơi, trước khi ngủ mẹ kể cho nghe ba nghe nghe bốn câu chuyện. Phải không? Mẹ kể nãy mẹ kể chuyện bà già bắt nít nữa phải không? Bà già bắt nít sao kể mẹ lại nghe lại. Bà già bắt nít sao? Này. Này sao? Này bắt nít. Bà già bắt nít sao? Này. Này sao? Bắt nít. Chặt tay luôn hả? Không vậy à, mày đâu có kể cái đó đâu. Mày không có kể vậy à. Mày kể là bà già bắt bỏ vô vỏ. Hết chay rồi. Hả, hết chay làm sao? Hết chay mẹ. Hết chay mẹ. Hết chay mẹ làm sao? Hết chay mẹ. Sạc pin. Sạc pin sao? Này. Nói không hiểu nói gì hết chay. Con kể cho mẹ thử nghe một câu chuyện mà cho mẹ hiểu coi chay. Hả? Kể nghe câu chuyện coi cô bé. Hả? Cô... Mẹ không? Chứ ai lấy? Không phải ba bà nữa. Không phải ba bà sao? Không phải bà già lấy ba bà hả? Dạ. Vậy ai lấy? Mẹ lấy ba bà. Mẹ lấy ba bà. À không cười. Mà con cần ba bà để làm gì vậy? Con lớn rồi mà con cần ba bà chi nữa? Ba bà chỉ để cho em bé thôi. Không. Hổn nha. Không được hổn nha. Hổn là bị gì? Bị bà già bắt đó. Hổn là bà già bắt bỏ vỏ đó. Không, mẹ không có chơi chay giá tay như mẹ như vậy là sai rồi. Như vậy là quá sai rồi. Quá sai rồi. Khoanh tay lại, xin lỗi mẹ đi. Nói con xin lỗi mẹ. Khoanh tay lại nói con xin lỗi mẹ đi.
Khoanh tay lại, nó con xin lỗi mẹ. Đừng có giỡn ngươi nha, con phải nói xin lỗi mẹ đó. Vậy mẹ không có chơi với chay nữa đó. Con nói đi, con nói con xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ. Mốt con không dám nữa. Nói mốt con không dám nữa. Con giỡn mặt với mẹ phải không chay? Thôi mẹ đi ra, mẹ không chơi chay nữa. Hổn quá. Nít gì hổn quá. Con xin lỗi mẹ. Không có cười. Khoanh tay lại, nói con xin lỗi mẹ. Không, xin lỗi đàng hoàng, không có bỏ tay vô miệng. Con xin lỗi mẹ. Thôi con này nó giỡn ngươi quá, thôi không chơi nó nữa nè. Đi vậy nha. Nói con xin lỗi mẹ. Lấy tay ra, nói rõ ràng đàng hoàng. Nói con xin lỗi mẹ. Giỡn người không chay? Con nè, làm gì vậy? Mắt làm gì vậy? Làm con làm gì á? Làm pirate phải không? Thì ghê quá. Con xin lỗi mẹ chưa? Bị đau. Bị đau, con phải nói xin lỗi mẹ mới hết đau. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Mai mốt con không dám nữa. Vì sao mẹ cứ sợ? Không có được hổn như vậy nghe chưa? Ok. Dạ mẹ. Rồi giờ đi ra ha. Đi ra mẹ cổng, bà cổng đi chợ trời mưa. Ra đây. Không có chợ. Sao con tự đi hả? Không, con đem gói ra ngoài làm chi?